Vườn cây Mimosa XL siêu hạ giá mừng 35 năm thành lập và cảm tạ sự giúp đỡ của đồng hương. Bớt 50% cho các cây hồng giòn, táo tàu, lê tàu, đào, mận, táo, mơ, chậu 15 galon. Bớt 50% xoài Saboche đủ cỡ. Siêu đặc biệt $100 cho những cây na dai 7 galon, khế ngọt nhãn, mận Việt Nam, mãng cầu sim, hồng quân, ngọc lan 15 galon. Mãng cầu do Thái Úc Atomoya 5 galon, gốc sơn xanh và đỏ từ $75 còn $40. Tất cả cây còn lại đều bớt 20%. Vườn sẽ bán đúng giá những loại cây có bản hạ giá hoặc net. Ngoài ra quý khách sẽ có những thú vị bất ngờ với những cây lớn siêu giảm. Vườn cây Mimosa XL tọa lạc tại 6270 Austin Street, East Los Angeles, điện thoại 323-722-4543. Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến kính mời. Kính chào quý khán thính giả, Mộng Lan đang có mặt bên cạnh Mộng Lan, đây là nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến. Và bên tay trái Mộng Lan đây là một vị khách của vườn cây Mimosa XL, đó là anh Hòa. Anh đến từ thành phố Alhambra. Có một cái câu hỏi rất hay mà anh vừa hỏi nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến, Mộng Lan muốn thưa với quý khán thính giả, anh hỏi cái cây này Mộng Lan thì Mộng Lan nói là hắc trân châu, còn anh Hòa thì nói là Black Diamond phải không anh? Yeah, Black Diamond, mận Black Diamond. Vậy giữa cái cây Black Diamond và cây mận hắc trân châu anh vừa nói thì nó khác nhau về cái điểm nào ạ? Xin mời anh. Đầu tiên thì quý vị khán thính giả sẽ nhìn thấy cái cây hắc trân châu ở bên cạnh anh Hòa. Thì đó là một cái mà tôi cũng muốn lưu ý quý vị, là ngay từ đầu mùa khi mà hoa nó nở nhiều trên cây, chúng ta phải lặt bỏ bớt hoa liền. Đây là một cái lỗi trầm trọng không chấp nhận được của vườn cây, là bởi vì chúng tôi đó có thể quá tải công việc, không thể làm nổi. Do đó đó cái cây á, quý vị thấy cả trăm trái trên cây, nhưng mà trái nó sẽ nhỏ. Nó y hệt như là một người phụ nữ xanh một và một người phụ nữ xanh ba. Thì đây là một người phụ nữ xanh ba, đó là các em bé nó ra nó nhỏ xíu. Cái hắc trân châu và cái hắc kim cương, để trả lời câu hỏi của anh Hòa, thì hắc trân châu á, nó sẽ đỏ đen như là quý vị thấy. Còn hắc kim cương trái nó đỏ hồng thôi chứ nó không có đỏ đen như vậy. Nhưng mà cả hai giống đều ngon. Và khách đến thì thường hỏi tôi là giống mận nào ngon. Thì trong tay của chúng tôi có 5-7 giống mận. Nếu mà chúng tôi trả lời cái này ngon cái kia không ngon thì cũng khó trả lời lắm. Là bởi vì cái hắc kim cương và hắc trân châu á, thì tất cả cái người Đài Loan họ vào họ chỉ đi tìm cái đó, hoặc là người Trung Quốc. Nhưng mà khi người Thái mà họ vào đó họ hỏi là cái mận ngon, thì tôi giới thiệu hắc trân châu chẳng hạn đó, thì người Thái người ta sẽ dùng câu tiếng Anh I don't care. Nghĩa là người ta chỉ muốn tìm cái giống mận Thái Jumbo là của người ta. Nhưng mà ngược lại người Trung Quốc á, người Trung Hoa đó, người ta cũng sẽ không chấp nhận cái cây Thái, người ta chỉ muốn cái gì từ xứ người ta. Do đó để trả lời chung cho một câu hỏi, người khách hỏi tôi là cái giống nào ngon, thì hầu như tất cả chúng tôi phải tìm những giống ngon để mà làm, chứ chúng tôi không thể tìm cái giống dở để mà làm. Anh Hòa ơi, có bao giờ anh trồng cái cây mận hắc trân châu hay là hắc kim cương chưa ạ? Dạ, nhà đang có. Thì cũng giống như lời chỉ dẫn của anh hồi trước, cũng anh cũng có chỉ cho là mình không có để bông nhiều quá. Mình lựa cái nào khỏe thì mình giữ, cái nào yếu thì mình bỏ, để cho cái trái nó to hơn và cái cây nó phát triển đẹp hơn. Ý như anh nói đúng là rất đúng. Anh Hòa, nhưng mà khi mà cái trái nó nhiều như vậy đó, thì chẳng hạn như phụ nữ Mộc Lan đó, thì là cái trái nhỏ thì ăn theo nhỏ, mình chấm muối ớt mình ăn, chắc nó vẫn ngon chứ không anh? Dạ thưa, nó cái chất lượng không thể nào bằng cái trái to được chị. Không thể nào bằng được. Chứ không phải là good things come in small packages. Không phải vậy. Anh có câu hỏi nào cho nhà văn Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến? Muốn hỏi anh thêm một câu hỏi là về cái vấn đề cây xài mà của Thái đó anh, cây xài cái gì mai quên mất rồi, nó Nam Đốc Mai đó, thì cái cây đó đó thì cái nó với cái khí hậu của Nam Cali mình đó, thì nó có thích hợp nhiều lắm hay không, về vấn đề mà mình tưới nước đó, mình phải tưới như thế nào để cho nó phù hợp với cái cây đó? Để trả lời câu hỏi của anh thì tôi trả lời tổng quát, nó không phải là Nam Đốc Mai hay là Valencia Pride hay là Kerry, tất cả gọi chung là xoài. Thì đó là một cái cây nhiệt đới, nó có thể khá mong manh với cái ôn đới của miền Nam Cali. Cái ôn đới có nghĩa là tôi muốn nhấn mạnh vào cái ngày tung đá. Do đó chúng tôi đề nghị với tất cả mọi người khách, những cây ăn trái của nhiệt đới, có nghĩa là những cái gì ở Việt Nam ta có đó, đến mùa đông mình thưa tưới hoàn toàn. Ví dụ như là một cơn mưa lớn trong mùa đông đi qua đó, cả tháng trời nó đất nó không khô, tại sao chúng ta tưới? Và cái lý do mà không tưới là như thế này, không có nghĩa là chúng ta không tưới hoàn toàn trong mùa đông. Mình phải hợp lý. Trong mùa đông có những ngày trời nó thật là rộ nóng đó, thì chúng ta vẫn phải tưới. Nhưng mà ý chúng tôi muốn
là những cái ngày mà nó bị cống rét, một buổi chiều mà chúng ta thấy lạnh mà mặc đến ba cái áo lạnh đó, thì đó đêm đó có thể xảy ra đông đá. Thì khi mà buổi trưa hay buổi chiều chúng ta tưới cái cây đó thì cái đất nó ướt, và cái đông đá có nghĩa là cái độ nó xuống zero, nước hơi nước nó đọng trên lá, nó làm đông lại và chạy và luộc cái lá là cây chết. Thì nếu mà chúng ta đã phủ được cái cây đó rồi nhưng mà chúng ta tưới ẩm và ướt cái đất đó, thì cái đất nó vẫn có thể bị đông xuống đến 8 hay 10 inch thì cái khối rễ nó bị cống và nó chết theo. Do đó là cái mùa đông, tất cả cây nhiệt đới, những cái gì chúng ta có ở Việt Nam thì chúng ta thưa tưới. À, thêm một cái câu hỏi của một cái cây khác nữa. Tôi có trồng một cái cây cây vải thì nó ra rất là tốt lắm, chứ gọi là không, nhưng mà hình như là khoảng 5 năm nay mà nó cũng không phát triển được nhiều. Anh nghĩ có nó có vấn đề gì trong cái vấn đề mình tưới nước, hay là cái vùng đất ở cái chỗ tôi ở nó có vấn đề gì hay không ạ? Rồi, cái câu hỏi của anh như vậy tôi có thể chia ra làm hai ngã rẽ tâm tình để trả lời anh. Tại sao anh đứng xa cố quá vậy, anh sợ gì vậy? Tại sao anh đứng xa hồ lao quá vậy, anh phải đứng vô trong cái màn hình chứ. Cái hai cái ngã khác nhau là chỗ như thế này. Tất cả người khách Á Đông, tôi nói chung, và người Việt Nam nói riêng, chúng ta đều có một cái hiểu lầm rất lớn về phân bón. Mọi người về đó thì có nghĩa là nó hớn hở trong lòng là ô, tôi mua được một cây đẹp, tôi về tôi trồng ngay và để cho nó, mà mong cho nó mau lớn. Thì người nào cũng vội vàng đi kiếm phân bón bỏ cho cây. Nhưng mà cái phân bón bỏ cho cây á, thì tôi xin lỗi nhiều người, nhưng mà chính cá nhân của tôi cũng vậy. Tôi cũng vẫn chưa, cái khả năng Anh ngữ của chúng tôi cũng chưa đủ giỏi. Thì nhiều khi cái bản văn đưa đến tay tôi đọc mà tôi cũng không hiểu hết. Thì cộng đồng người Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi, tôi xin lỗi không được xúc phạm, nhưng mà đó là chuyện sự thật. Nhiều khi đọc tiếng Anh không hiểu, mua phân bón về đã không đọc được cái chỉ dẫn, mà lại trong đầu nghĩ ngược lại bảo ồ, cho nắm, cái bảo thêm nắm nữa cho nó lớn nhanh như là thúc đứa con đó, nhưng mà cái đó đứa con nó sẽ bị phì lũ. Cái cây cũng vậy, nhưng mà cây nó nói không được. Cái khi bỏ nhiều phân bón quá đó, cái chất đạm nitrogen nó nhả ra nhanh quá đó, nó cháy rễ và nó làm chết cây nếu mà bỏ nhiều. Còn có thể ngay từ lúc đầu anh trồng cái cây vải của anh 4-5 năm trước, mà lúc đầu anh về anh cũng vui quá đó, anh bỏ khá nhiều phân bón, nhưng nó không có cháy hết rễ để chết cây, thì cái cây đó nó sẽ nằm im đó. Bởi vì ví dụ như là nó có 100 rễ để nuôi 100 cái cành lá, thì trong khi anh làm cháy 30 cái cành, 30 cái rễ, 70% còn lại nó không nuôi nổi 100% cái cành lá còn lại. Nó sống, nhưng mà nó cứ ì xèo, nó nằm như vậy năm này qua năm nọ. Nó sống, tại vì cái cây nó chỉ tiếp hơi để cho cây nó sống, cái rễ còn lại đó. Rồi, lại nữa, đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai mà tôi nói là hai ngã rẽ đó, là đất của anh là Alhambra. Thì chúng tôi đi trồng cây cho khách 35 năm nay, chúng tôi nắm được tất cả địa hình địa thế ở mọi thành phố. Đất Alhambra của anh là một cái đất thịt cực kỳ nặng. Anh tưới nước nó không thấm, nhưng mà một khi anh tưới thấm rồi, đất nó thấm nước rồi đó, thì nước nó lại không thoát. Do đó đó, cái cây của anh có thể anh vô tình mà anh tưới nhiều quá đó, cái nước ở đó nó không thoát, rễ nó không phát triển, thì cây nó không thể lớn được. Bây giờ anh có thể là can đảm đứng xích đô cái cô Mộc Lan, cũng như là can đảm về làm một điều mà tôi đề nghị, là cái cây vải đó đó anh trồng 5 năm rồi, anh quên tưới luôn đi. Quên tưới luôn. Quên tưới. Nhưng mà đương nhiên mình cũng phải có cái hợp lý trong cái sự quên đó. 12 tuần lễ anh thấy đất nó bắt đầu nó khô rồi đó, anh chậm rãi anh tưới cho thật nhiều, rồi cũng để 2 tuần lễ, hay là trời mát đó thì anh để 3 tuần lễ. Tại vì cái đất của anh nó không thoát nước, cái cây cái rễ nó không đi, cái khi mà nó có đủ nước rồi nằm im. Cũng như là ví dụ như là nhiều người trồng cây táo tàu mà rồi về sau sợ hãi bảo tôi không muốn trồng nữa, là bởi vì người ta tưới nhầm ngay từ lúc đầu. Thay vì đó tưới đẫm để khô tưới lại đó, thì người ta tưới mỗi ngày, cái rễ nó sẽ biến thành một đứa học trò làm biếng.
nó nằm dài trên bàn đó, có nghĩa là nó nằm trên mặt đất, nó đi trên mặt đất, rồi từ cái rễ đó những cái mầm nhỏ nó lên, tiếng Mỹ nó gọi là sucker, nó sẽ lên và nó ra cái trái mà của cái cây từ hột lên. Ăn không được mà người ta lại mới đầu thì rất là hào hứng, nhưng mà về sau nó biến thành như cỏ hoang. Thì đó là tôi chỉ đề nghị là tưới đậm để khô, tưới lại. Thưa anh Nguyễn Dung Tiến và anh Hòa, như vậy thì đất của Alhambra là đất thịt nha, nói không có, nó không có thoát nước, mình có cần xới lên không anh? Mình nếu mà mình cưng cây mình có cần xới cho nó không khí nó vào trong đó để mà nó thoát nước dễ hơn không ạ? Cái điều xới đó là một cái điều mà sáng nay có một ông cụ ở bên Texas, ông gọi qua cho tôi, ông hỏi điều đó. Thì chúng ta nếu mà phá vỡ động mạch đất mỗi tháng một lần thì rất là giúp cho cây để dưỡng khí nó đi xuống. Nhưng mà đất thịt ở Alhambra đó thì có một cái ngay từ khởi đầu. Nếu mà khi trồng cái cây á, đào cái lỗ trồng xong rồi thì mình có thể thuê một cái máy khoan. Khoan ở bên cạnh cái lỗ mà mình trồng cây đó, khoan một cái lỗ khoảng 1 phút hay 1 phút rưỡi. Để một cái khoan một cái lỗ thật sâu và mình đổ xạ trong cái lỗ đó, bên cạnh cái lỗ mình trồng cây. Mục đích là khi mình tưới cái cây đó, nước còn đọng á, nó sẽ vào cái chỗ sạ đó nó nằm và nó thoát từ từ đi, rễ cây của mình nó không bị đọng. Câu chuyện quê nhà rất xa, hoa vẫn nở, đang đến hồi gây cấn thì là bây giờ chúng ta đã không còn giờ. Một lần nữa thì Mộ Lan cảm ơn anh Hòa cũng như cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với vườn cây Mimosa Isale đến để mà mua những cái cây về trồng và đồng thời hỏi cái cách để chăm sóc cây. Tại vì anh Nguyễn Dung Tiến là một nhà văn mà anh lại rất là yêu cây thưa quý vị, cho nên nếu mà quý vị đang còn nghĩ đến trồng cây thì quý vị có thể đến với vườn cây Mimosa Isale lợi dụng chương trình đại hạ giá. Như một lời cảm ơn quý vị 35 năm qua đã nuôi sống vườn thì chắc chắn là cái giá cả quý vị sẽ rất là thích. Quý vị có thể coi những cái giá cả này trên Nhật Báo Người Việt. Số điện thoại của vườn cây Mimosa Isale là 323-722-4543, 323-722-4543.